Xin chào các bạn khán giả đang xem chương trình Bí mật thảm đỏ cùng với Harry. Và hôm nay thì những câu hỏi của chương trình đưa ra cho Harry, Harry sẽ trả lời hết mình và chân thật. Lúc đầu Harry có cái cảm giác là bài này cực kỳ lãng mạn và rất là đau lòng. Cảm nhận được là nó rất là đau lòng. Và cái bài đó cực kỳ hợp với cái gu của Harry. Tại vì cái bài đó, cái đĩa khúc đó, nó phần đĩa khúc cũng hơi giống giống cái kiểu như OST, những cái bài hát OST của bên Hàn Quốc nữa. Thì Harry nghĩ là bài này phải lấy, nhất định phải lấy. Hình như cái bài này cũng nhận rất là lâu rồi, khoảng chừng 6 tháng trước, là ít nhất là 6 tháng trước là đã lấy. Nhưng mà do bận rộn công việc quá nên giờ mới ra thôi. Cực kỳ khó, tại vì lúc đầu là lời không phải là như vậy. Lời đĩa khúc thì nó cũng như nhau, mà lời phần đầu nó không phải là như vậy và cái khác. Nhưng mà những cái vài chữ Harry hát tập cỡ nào, tập hát cỡ nào cũng không thể nào mà ra tròn chữ được. Nên Harry rất là gặp khó khăn. Và cuối cùng thì phải sửa lời để cho cái chữ nào mà Harry có thể dễ hát được. Và sửa lời, sau đó thì hát lại, sửa lời xong hát lại. Rồi cuối cùng thì cái bài hát đó, lời đó được chốt là cách đây khoảng chừng 2-3 tháng. Và từ đó là mình tập từng chữ. Và nhất là anh quản lý cũ của Harry cực kỳ giúp đỡ Harry rất là nhiều về khi thu bài hát Anh Cứ Đi Đi. Lúc đầu thì Harry cảm thấy bài của mình trước giờ không ai cover hết, mà tự nhiên bài này rất là nhiều người cover, mà cũng nhiều người cover nữa. Thì bản thân Harry cảm thấy chỉ có duy nhất một cái, vui nha, rất là vui nha. Tại vì nhiều người nổi tiếng đã thích, có nghĩa là rất là cái bài này đang nhiều người cảm thấy rất là hay nên mới cover. Và đến giờ này thì rất là nhiều bạn cái cover kiểu như là đầu tư hơn này nọ đó. Bản thân Harry cảm thấy trời ơi, bây giờ mới Harry cảm nhận được là bài này đang cực kỳ hot. Và thỉnh thoảng Harry lên trên mạng Harry search thì bài cover quá trời cover luôn. Nói chung là Harry nghĩ là cái này là một cái triệu chứng. Có thể là bài hát của họ nhiều người cho là hay hơn bản hát của Harry. Nhưng mà Harry nghĩ vậy, mỗi người là có cái cảm nhận riêng. Và thông thường là những cái bài hát của Harry có thể là không rõ lời như người Việt Nam. Nhưng mà Harry nghĩ là những cái cảm xúc và cái kiểu hát của Harry có thể là nó hơi khác tí. Tại vì Harry là fusion mà, thì nó cái kiểu như Hàn Quốc và Việt Nam hơi pha tí. Nên Harry nghĩ là những người nào mà thích cái gu như vậy thì sẽ thích bài hát của Harry. Nên Harry cũng không có kiểu như bận tâm cho lắm. Rất là nhiều bạn cũng có nói là tôi thích cái kiểu hát của Harry lớ lớ. Tức là mỗi người là người ta thích cái kiểu khác, tức là mỗi người gu khác. Người ta một người nào thì người ta thích cái gì dễ thương, một người nào thì lại thích sexy, một người nào thì thích cái kiểu như tomboy. Nói chung là rất là nhiều người và không thể nào mà người ta thích một cái kiểu được. Thì Harry nghĩ là bản thân Harry cũng là vậy. Thì trước đây là cái kiểu như lớ lớ hơi bị nhiều, nhưng mà người ta lại thích cái kiểu lớ lớ của Harry. Và đến giờ này Harry vẫn lớ lớ chứ không thể nào mà y chang như người Việt Nam được. Nhưng Harry nghĩ là bây giờ thì đỡ hơn. Tại vì bài hát ballad thì mình ít ra là những khi mà bài nó truyền cảm xúc cho người ta thì mình phải hát cho nó rõ chữ hơn. Và bài hát ballad thì nó phải hát chậm hơn. Nên Harry có thể là chú đáo, chú ý về những cái từng chữ rõ hơn. Nên có thể là nhiều bạn cảm thấy bây giờ thì cũng vậy thì cũng được tạm ổn. Và Harry nghĩ là mãi mãi Harry cũng không bao giờ hát y chang được như người Việt Nam 100% đâu. Thì bản thân Harry hát cỡ nào, Harry có thể là chỉ có sai lầm một lỗi, khoảng chừng 2-3 lỗi gì đó có thể. Nhưng mà nếu mà hát 100% y chang như vậy thì Harry nghĩ là nó cũng không có đặc sắc riêng của Harry. Thật ra thì trước đây thì Harry thì thích cái gì thì cứ khoe. Lúc nào cũng vậy. Tức là tại vì tính cách Harry nó thật thà. Cái này là một cái tính vừa là ưu điểm và là vừa là khuyết điểm của Harry. Là trước giờ là Harry hay biểu lộ cái cảm xúc của Harry rất là nhiều. Nhưng mà
sau đó mới biết là mình không nên như vậy, tại vì mình bây giờ là trở thành người của công chúng rồi, rất là nhiều người biết đến mình nên mình không có biểu lộ cảm xúc và những cái gì mà chia sẻ về cái cuộc sống riêng tư của Harry nó ít hơn xưa rất là nhiều. Thật sự thì Harry là một người rất là quan tâm đến cái công việc của Harry rất là nhiều, là từ xưa giờ luôn. Và đến bây giờ vẫn là công việc là ưu tiên. Có thể là nhiều người cho là ồ, bà này hơi ở ngoài đời thì có vẻ như rất là nhí nhảnh, dễ thương và dễ tính. Nhưng mà làm việc chung rồi thì cảm thấy ồ, bà này hơi khó tính, có vẻ như là hơi khó chịu cũng có. Nhưng mà bản thân Harry thì làm một cái gì đó thì Harry phải làm cho nó hoàn chỉnh. Harry nhận tiền của người ta thì Harry phải nói là cái này là bối cảnh như thế nào, phải làm như thế nào, Harry phải làm những cái gì, nếu vậy thì thứ tự Harry nên nói những cái như thế nào, Harry phải hỏi hết. Rồi xong Harry tiến hành công việc của Harry, chứ không phải là cứ đến xong rồi thì ai người ta kêu Harry làm cái này đi thì Harry cứ làm cái đó, người ta kêu làm cái này đi Harry cứ làm cái đó. Harry không có tính cách như vậy. Có người thì nói là Harry làm việc rất là chuyên nghiệp, nhưng mà có người cho là Harry rất là khó tính về cái công việc. Còn ngoài đời của Harry á, là liên quan tới tình yêu này nọ thì Harry không có như vậy. Harry rất là một người cực kỳ nhí nhảnh và rất là nhõng nhẽo, và những cái gì mà liên quan tới tình cảm và tình yêu thì Harry càng như vậy hơn, nhí nhảnh hơn, nhõng nhẽo hơn. Nó hơi khác với cái công việc là cây đó. Mình không thể so sánh được như vậy là vì những người mà Harry đã từng gặp là với cái thời điểm đó là đối với Harry người đó là một cái sự lựa chọn tốt nhất, tức là một người tốt mới gặp, chứ không phải là tốt một chút gặp rồi thấy tốt người kia tốt hơn thì gặp người kia. Harry không phải là tính cách như vậy. Và Harry lần này cũng vậy, anh Tiến Đạt cũng vậy, anh Trấn Thành cũng vậy, cũng có tính tốt và cũng có tính không tốt, ai cũng như vậy hết trơn. Và hai người đối với Harry là đều là một người đàn ông rất là tốt, nó chỉ là người này có hợp hay không vậy thôi. Thật ra trước đến giờ là Harry không bao giờ hiểu, Harry chưa bao giờ hiểu được là ủa sao mà yêu nhau như vậy, sau đó thì chia tay xong rồi trở thành bạn bè, ủa sao vậy được. Nhưng khi mà quen anh Tiến Đạt xong là 8 năm ha, tại vì Harry với anh Tiến Đạt chia tay không phải là hai người ghét nhau hay gì, không phải là cái gì hết, chỉ là không hợp về cái tính cách thôi. Hai người đều không muốn mất một người mà tốt như vậy, tại vì trong cuộc đời của mình gặp người tốt thật sự là không nhiều, mà gặp người tốt là đã muốn bạn bè rất là lâu dài, bạn tới mình già luôn. Và Harry nghĩ là anh Trấn Thành cũng không có ghen tuông gì đâu, tại vì anh Trấn Thành cũng thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn hỏi thăm với Mai Hồ này nọ, cho nên Harry thật sự thì Harry không có lo. Và bản thân Harry cũng nói là thỉnh thoảng anh gặp Mai Hồ nói em rồi cứ gặp bình thường không sao gì hết, tại vì Harry đã gặp bạn đó trước luôn rồi và bạn đó cực kỳ rất là thoáng về cái chuyện đó, và bạn đó tính tình cực kỳ tốt, rất tốt. Harry trời ơi, Harry cũng nói với bạn đó luôn là trời muốn làm bạn lắm nha, muốn làm bạn lắm nha. Nói chung là đúng là bây giờ nghĩ lại Harry cũng thấy nó kỳ lạ thiệt, chuyện này nó kỳ lạ thiệt. Nhưng mà Harry nghĩ là anh Trấn Thành cũng rất là hiểu cho Harry. Nên Harry khi mà gặp anh Đạt rất là, nó cũng không phải là gặp ít đâu, cũng là cứ 2-3 ngày gì đó là gặp một lần để trao đổi công việc hay gì đó, tâm sự cũng có. Nhưng mà cũng không có cảm giác là nó kỳ lắm. Tức là mình hết yêu một cái thời điểm nào đó thì mình gặp nhau không có cái tình cảm xích mích này nọ, và có cái cảm giác là cực kỳ thoải mái, giống như là một bạn mà gặp nhau cực kỳ lâu. Nó có cái cảm giác đó, nên anh Trấn Thành cũng không có ghen đâu. Nếu vậy thì Harry cũng phải ghen mới đúng chứ. Harry với Trấn Thành gửi ý kiến với nhau là từ bây giờ thì những cái chương trình nào mà hai người cùng xuất hiện là mình hạn chế nhất có thể. Tại vì nếu mà hai người mình dính như vậy thì
khán giả xem rất là khó chịu. Bây giờ thì cũng cảm thấy đỡ hơn, nhưng mà bây giờ khán giả chưa, cũng có những khán giả chưa có hiểu được mình. Và Harry á, thật ra thì Harry vậy nè, công việc là công việc, tình yêu là tình yêu, hai cái đó không được dính chung. Làm ăn cái gì, bất cứ cái gì cũng vậy, vợ chồng mà làm ăn chung á là hay bị gây lộn lắm. Nên Harry cũng có nói với anh Trấn Thành là mình cứ làm việc riêng và mình đừng có gửi ý kiến luôn. Tức là nếu mà người này hỏi anh ơi em có cái gặp tình trạng như này anh nghĩ sao, anh đó trả lời thì có thể, chứ không được em phải làm cái này nè, em phải làm cái này nè, làm cái này nè, thì bản thân Harry rất là không thích. Và hai bên đã trao đổi là mình đừng có làm như vậy, và công việc của ai đó thì tự làm. Harry rất thích cái bài hát anh cứ đi đi khúc địa khúc. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc xa sao yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ những chi, vì đâu khi ta đã... Rồi, tới đây thôi.